Hai thượng xin chào tất cả mọi người ha. Thì ngày hôm qua ngày hôm kia thì mấy anh em thượng gồm có đi bán cá giúp cho chị Linh đây mọi người. Thì thượng cũng có nói là bè của chị bị ngợp rất là nhiều cá, thiệt hại lên cả tỷ đồng mọi người. Chị khóc cứ xỉu lên xỉu xuống à. Mấy anh em thượng gồm thì giúp chị bán ngoài chợ thì chỉ được vài tạ thôi. Rồi cá nó chết sình nhiều quá thì chị phải bán cái giá rẻ hơn để người ta đem về người ta ủ phân đó mọi người. Thì ngày hôm nay Thượng đi cùng với lại dì Dung, với lại hai người bạn của Thượng. Đến đây thì Thượng có chích ra 5 triệu tiền từ thiện ở kênh Thượng Gồm TV để giúp đỡ cho chị mọi người ha. Một xíu nữa thì Thượng sẽ xuống dưới chỗ nhà bè quay cho tất cả mọi người xem cái số cá nằm ở dưới còn sót lại bao nhiêu mọi người ha. Tại vì mấy ngày hôm trước nước rất là lớn, ở trên kia nước đổ xuống rất là mạnh. Thì mấy anh em không có dám ra ngoài đó, tại vì ra ngoài đó thì rất nguy hiểm mọi người, nên không có ra được. Ngày hôm nay thì Thượng sẽ ra ngoài đó để quay lại cho tất cả mọi người cùng xem ha. Bây giờ thì mấy dì cháu thường gồm sẽ đi qua bên bè để quay cá cho mình cùng xem ha. Chị Linh thì chỉ khóc, từ hôm bữa giờ chị khóc xỉu lên xỉu xuống mọi người. Gặp tao mà gì đó tao chết luôn chứ không có gì. Ủa? Bây giờ cá cái vớt không kịp hả anh? Vớt thì được mà nó giờ đâu có người đâu vớt. Không có người vớt. Thì nó cũng ngợp đến đâu rồi có một hai người vớt thôi, còn giờ đang lo làm bè. Dạ. Quê lắm. Thank you.
Rồi ơi mọi người ơi, cá chết thúi luôn cho mọi người. Mấy cô chú anh chị vớt không kịp, bán không kịp nên là chết thúi hết. Quá trời mọi người. Bây giờ thì mấy cô chú anh chị là làm một cái bè khác để vớt cái số cá nhỏ này ra nè, để tách riêng cái cá thúi này ra để dưỡng lại mọi người. Thiệt hại vô số kể nha mọi người. Quá trời quá đất. Cái bè nó đang vớt rồi là chết hết. Hai cái bè nó trống trơn luôn. Trống trơn luôn rồi đó, hết luôn. Biết bao nhiêu tiền của trong đây? Không đâu. Trời mà. Đó, bây giờ thì các anh này thì đang gào một cái bè mới để bắt những con cá con tách ra nuôi lại nè mọi người. Bình thường mọi người, mà mọi người khi mà mọi người biết bước tới đây á thì cá trong bè nè nó ngồi lên rất là nhiều nha mọi người, ngồi lên kinh khủng luôn, nó đặc hết. Nhưng mà giờ hiện tại bây giờ là ra đây là nó thưa thớt. Đây là cái bè của chị Linh, chị khóc lên khóc xuống mấy ngày nay mọi người. Mấy anh em Thượng Gòm thì chỉ có đi ra chợ bán phụ chị chỉ vài tạ thôi chứ không có bán được nhiều, đa số nó chết tình á mọi người, vớt không kịp á thì chỉ bán cho những người mà họ mua về họ để làm phân ủ trồng cây á mọi người. Thì cái giá nó rất là rẻ luôn, nó chỉ có tầm 3.000, 4.000 đến 5.000 thôi. Nhưng mà mình phải là bỏ vô bọc xong rồi mình vác lên, bỏ lên trên xe của người ta luôn thì cái giá nó mới được 3, 4, 5.000 nha mọi người, chứ không phải là bán tại bè nha. Để bỏ vô chuẩn bị xong rồi vác lên trên xe cho người ta luôn thì người ta mới gửi cho mình là 3.000, 4 đến 5.000. Mà người ta tiêu 5.000 đó, bỏ bọc, bỏ 2-3 cái bọc nữa, cái bao giá. Thì tới được 5.000 ở đây bán 3.000. Cái giá 3.000 bán chưa bao giờ, không bao giờ đó. Ông anh ổng giúp nước người uống cái này là ổng lo bè cá là ổng không có giọt nước người. Ông làm bè dạ chiến đây luôn hả? Không, bắt cái cá ở trong cái ô không ra nó chết hết. Rồi dở cái bè nó luôn. Rồi nó nặng quá. Bắt đây hả? Bắt bỏ đây mang cái đổ. Trong đây cá lăng phải không chú? Cá lăng mới chấm lắm mà giờ lật bè hết rồi. Đó. Ông nói chú nói lật. Chị thấy mấy cái đuôi không? Nó tơi tả luôn rồi. Đi nó bơi lên giờ. Quá trời. Mọi người nhìn chỉ còn cám thôi chứ còn cái bè đó thì những bè đó chỉ còn cám thôi chứ còn cá nó cũng như vậy thôi nè. Nó rút thôi. Cá thật sự bây giờ thì tất cả nhà bè là hầu như chỉ còn cám thôi. Ông trời đã bảo là còn xả đập nữa thì cái thứ gì mà chịu nổi. Thua chịu, đúng là không chống lại thiên nhiên, tất cả đều chỉ còn cám. Ta nói chờ cho thì thấy chờ lấy mấy hồi thôi. Năm 2019 đã tơi tả, người ta vẫn còn mắc nợ mà năm ngoái mới trả được một ít, năm nay vậy nữa. Năm 2019 bị dập một trận mọi người, thì người dân đã mắc nợ. Qua 2020 thì người dân bán được cá trả được một ít nợ thì nói chung là trả được 50% rồi. Còn 50% năm nay thì sẽ trả nữa là hết, là bà con sẽ có tinh thần để nuôi tiếp kiếm lời. Mà ai ngờ năm nay là đập cho con cá nó rồi nó lúng nặng thêm nữa mọi người. Biểu gì mà nuôi cái này, biểu gì cầm mấy kéo cắt cho con cá nó đi chắc tôi chết tại chỗ, như khóc như cái gì kia đó. Cái chị á, chị nói là chị muốn thả theo dòng nước trôi theo luôn, nghĩa là chị muốn thả người chỉ theo dòng nước luôn đó. Nuôi càng nhiều thì bây giờ lại càng khổ nhiều hơn. Đây mọi người, giờ thì mấy chú này, mấy anh này sẽ bắt con cá leo. Đây là nãy chú nói cá leo rồi. Bắt cá leo thả vào bên đây. Sao nổi nó rặn nó nhiều lắm. Đây có oxy để cho nó sống người. Ép hả? Cái gì? Cá ép. Tí mua con cá ép vô.
Thôi bán em con cá đó đi. Dục lên lên chuồng đi, dục mạnh lên trên cái bạc đó. Chế đâu? Mạnh lên. Chế đâu? Bắt mày luôn. Thôi để tí bắt vô. Tí lấy giọt bắt, tí lấy giọt. Cái chèn đảo quá. Cái chèn đâu? Cái gì? Chứ, lên cái này cá leo mà. Ờ bỏ cái căng lên đưa lên. Tao nói cá leo mà. Cái bờ nhà nó đâu? Cái kia cân hả? Ủa con người quá. Cái cân hay sao? Đúng rồi. Rồi vô nơi bắt bắt con bự xuống lên. Cái đầu có còn cái đầu vô cái cần. Lên cân mấy cây mày. Anh đi lấy giùm con cái này nha. Đi bán lại cho chia lại cho gì gì con. Giờ của anh em hỏi anh. Khôn lắm. Hả? Cái giờ của anh em không hỏi anh. Giống cười. Bò không kêu lại mày chết mẹ tao rồi. Sao nãy người ta không nói chim mà nhiều vậy anh? Mày chim hả? Giờ này mày chim gì đấy chú ơi. Thôi quay rồi tao rồi. Một con mấy trăm ngàn quốc ơi. Mày xuống đó thôi. Coi coi con Dũng cá kìa, một con quá cho kìa, coi ngàn coi ẩn kìa. Thấy mà. Thấy mày nhớ. Bên này cá nó đang lấy đó. Không, quay cá chú quay cá không? Quay nè, con cá này đẹp nè, quay cá nè, đó. Cá này bao nhiêu tiền nó mua nè. À, cá nó ngon ha. Ông chủ mua cá ông kêu quay cá này ngon nè. Đó, ông kêu cá này ngon. Con cá này mà 300 ngàn ký cũng nhiều tiền đó nha. Cá nào? Kêu cũng mua. Cá này leo à. To to. Cái này mà mày cầm cây câu mà câu cái cá này chắc đã ha. Vậy, cầm cây câu mà ra đường câu được con cá đã ha. Bà đồ trai chắc bị gì cháu thì xuống luôn. Trời ơi, kéo là chắc bê luôn. Cá này chạy đuôi luôn kìa. Thôi, cái bắp chân ngỗng với cá bằng luôn. Thì 2-3 ngày nay thì mấy anh em cũng đi bán cá với anh chị rồi. Biết được cái ngồi cái ngồi gần. Thì hôm nay em tới đây rồi em chỉ có giúp được anh chị 5 triệu. Tiền này là tiền của Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân này xin giấu tên. Nói chung là phụ anh 5 triệu ha. Rồi, cảm ơn. Mấy anh em nhiệt tình lên phụ anh bán cá rồi nên cảm ơn hết rồi. Dạ, thôi giờ em gửi anh chị 5 triệu ha. Giúp anh chị được phần nào đó phần ấy. Dạ, tới hôm qua thì tưởng là cứu được cái mớ kia còn lại mà hôm qua nó chia nhau mà nó muốn có lên lớn nữa, nó lên bằng cái thửa mà đầu tiên luôn. Cái đêm qua là bị kiếp, có thể là bắn cá. Dạ, tại mình qua giờ thấy chị Linh khóc chị chịu lên chịu xuống đi bán cá cho chị mà chị đứng hình chứ không có cầm được cái gì chứ. Tiền chị cầm thì quên nữa. Không có bài đạo quá. Năm 2019 thì mình đi kia rồi. Dạ. Là đã nợ được cái năm ngoái là mấy cái vườn hết. Xong bắt đầu đi cho con cố gắng là làm mới xuống được năm nay là thôi giờ anh chị cố gắng giờ biết sao giờ bây giờ mình đừng buồn nữa, mình giờ còn gì đâu, mình buồn cũng vậy rồi, mình còn cám là chứ còn gì hết. Quan trọng anh ráng nói chị giữ gì sức khỏe thấy chị trời ơi chị thấy chị ơi chị bắt chịu đây chị chút quá không ăn uống gì chừng. Hồi đêm nó thông báo nước lên nó giống cho lên bè đâu. Chúng tôi ở nhà đấy chứ lên bè không biết bơi cái đồ sợ luôn. Sao bà xỉu quá, bà giờ bà bỏ đêm sợ lắm. Nước gì neo ở địa phương đây nè. Bắt đầu là nó quăng cái bè. Là đêm nước, mấy anh em mua biết bao nhiêu dây cột đó. Đây nè, dây trở lên. Thì là đêm nước lên anh. Ở đây nước lên bằng cái bữa đầu tiên luôn. Rồi nó quăng cái bè này ghê lắm. Bây giờ nó lôi em mình nhìn thấy nó đưa luôn. Nó đưa cái đầu vô. Dạ. Bây giờ khổ bán cái cá đó không ai mua. Sao vậy? Người ta chê nó chạy à? Bây giờ mua nó mua giá rẻ mà kêu lái vô nó phải có lái ăn. Đúng rồi, tại nó bắt kỳ đằng tại còn giờ mình nhớ là bắt một con hai con này là càng chết nữa. À rồi anh kêu bán nó giá có bốn mấy mà nó không lấy đi dịch cái nó không là cái hàng này nó đưa thành phố mà. Dạ, còn mình bán lẻ ở đây thì bán một con hai con không để giờ kéo gà bè lên. Dạ, còn giờ biết sao giờ anh cũng mong anh chị cố gắng ha để vượt qua mình nuôi lại cái khác mình lấy lại, cầu mong chị năm sau là lấy lại cả vốn lời luôn, lấy lại. Cái dịch rồi còn cái này nữa, hai cái vô một chỗ nữa, không có lưu thông di chuyển được bình thường nữa. Tôi không ngờ là tới tháng này nó còn mưa như vậy. Thì đó ai cũng tính là cái cá này là nếu mà nó lụt cách đây 2 tháng thì cá này nào cũng là đâu đông luôn. Nói chung anh ở từ nhỏ đến lớn ở đây,
6 tuổi nó ở đây là tới giờ luôn, chưa có cái năm nào mà nó ngập tới 9 10 nó năm nay. Không ngờ là cái năm mà lũ lịch sử năm 87 là ở đây này. Là năm đó lũ lớn nhất. À, đến năm 2019. Năm 2019 gọi là làm chưa bao mình không bằng 87. Còn năm nay thì lớn cũng sắp sửa. Nó cũng thấp hơn năm 2019 một mét. Nhưng mà đa số là nó ngập tháng 7, tháng 6, tháng 7. Mình ở đây mà nhà người ta trực tiếp ở vùng bão người ta còn không cá mặt luôn. Thì bởi vậy. Thôi giờ chị cố gắng đi. Giờ thôi mấy anh em cũng xin phép về. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Dạ, cố gắng đi nha. Dạ. Anh chị cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi ăn uống cho. Dạ, của chị gì đó. Giờ anh thấy anh đang của chị thấy chị đứng có một người. Thấy chị lên gì đâu mà đi đứng không nổi. Bắt đầu thả vô dòng sông đó. Thôi đừng cho xuống đây luôn đi. Đi về. Bây giờ thì mấy vị cháu Thường Gòm sẽ xin phép về mọi người. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video Thường Gòm. Cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân đã tài trợ 5 triệu giúp cho gia đình của chị Linh ha. Mong gia đình chị cũng đỡ bớt phần nào. Còn bây giờ thì hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bye, chào tạm biệt mọi người. Bye.